Việt Nam, trở thành cầu nối giữa G7 và nhóm BRICS, lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam. Tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài, thu hút đầu tư từ G7 và BRICS. Với vai trò cầu nối, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư từ cả G7 và BRICS. Điều này không chỉ giúp tăng lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, mà còn thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ. Cải thiện cơ sở hạ tầng, nguồn vốn FDI dồi dào sẽ giúp Việt Nam cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, từ giao thông, năng lượng đến công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Thúc đẩy thương mại quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, vai trò cầu nối giúp Việt Nam tiếp cận các thị trường lớn của G7 và BRICS, từ đó tăng cường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh và việc làm mới cho người dân, tận dụng các hiệp định thương mại. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa G7 và BRICS, Việt Nam có thể đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do, giúp giảm thuế quan và rào cản thương mại, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và dịch vụ. Phát triển khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến. Sự hợp tác với các quốc gia G7 và BRICS sẽ giúp Việt Nam tiếp cận với các công nghệ tiên tiến, từ đó nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Các chương trình hợp tác và trao đổi giữa các viện nghiên cứu, trường đại học của G7, BRICS và Việt Nam sẽ giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn bị cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đa dạng hóa nguồn vốn. Vai trò cầu nối giúp Việt Nam đa dạng hóa các nguồn vốn từ cả G7 và BRICS, giảm sự phụ thuộc vào một nguồn duy nhất, từ đó tăng cường ổn định tài chính và giảm rủi ro. Tăng cường vị thế quốc tế. Với vai trò chiến lược này, Việt Nam sẽ củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế, từ đó thu hút thêm sự quan tâm và hỗ trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế. Thúc đẩy cải cách kinh tế, cải cách chính sách và môi trường kinh doanh. Để tận dụng tốt vai trò cầu nối, Việt Nam cần tiếp tục cải cách chính sách kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Hợp tác với G7 và BRICS sẽ thúc đẩy Việt Nam hướng đến phát triển bền vững, với sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển xã hội. Việt Nam trở thành cầu nối giữa G7 và nhóm BRICS không chỉ mang lại lợi ích kinh tế to lớn, mà còn giúp nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là cơ hội vàng để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững về khẳng định mình như một trung tâm kinh tế mới của khu vực và thế giới.